Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, mồ hôi của những tuyển thủ đã rơi rất nhiều. Thế nhưng đó là điều xứng đáng với những gì mà chúng ta đã làm được trong trận đấu vừa qua khi chúng ta đã giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia với tỷ số là 3-0, có đúng không ạ? Đó thực sự là một thành quả xứng đáng sau những gì mà chúng ta đã nỗ lực, đã làm việc cùng với nhau rất chăm chỉ trong khoảng thời gian vừa qua. Và sau khi trận đấu kết thúc thì ông Tang Chee Ho, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia đã có rất nhiều những chia sẻ với gương mặt rất buồn bã của mình. Ông có chia sẻ rằng, chúng tôi đã thua đội bóng mạnh hơn và đây thực sự là trận đấu khó khăn của Malaysia. Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Indonesia. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực để hồi phục tốt và chúng tôi đang mong chờ về điều này. Đó là những gì mà ông Tang Chee Ho có chia sẻ sau thất bại với tỷ số 0-3 của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam. Và dưới thời của ông Tang Chee Ho thì đây đã là trận thứ 6 liên tiếp đội tuyển Malaysia không biết thắng trước đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và ông Tang Chee Ho sau trận đấu kết thúc thì có sự thừa nhận rằng trong hiệp 1 thì chúng tôi đã cho đội tuyển Việt Nam quá nhiều sự tôn trọng khi bố trí hàng thủ phải lùi sâu. Chúng tôi để họ chiếm lĩnh thế trận và để ghi bàn. Vấn đề là chúng tôi đã không có bóng để mà chơi giống như mọi khi. Từ đầu trận thì những cầu thủ gặp khá nhiều áp lực và dẫn đến những vấn đề như thế này. Sau trận đấu này thì chúng tôi sẽ tiếp tục không có thành tích tốt trước đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó thực sự một điều rất đáng buồn. Tôi không ngạc nhiên khi gặp lại đội tuyển Việt Nam và cách chơi như thế này. Họ có sự chuẩn bị rất tốt sau vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó thì chúng tôi phải chuẩn bị tốt cho trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Đó là trận đấu mà chúng tôi sẽ bắt buộc phải giành được 3 điểm. Và trước khi trận đấu này diễn ra thì các cổ động viên của đội tuyển Malaysia đang rất kỳ vọng rằng đội tuyển này sẽ có sự thay đổi và sẽ làm nên được lịch sử trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng thất bại ở Bissan vào tối ngày 12 tháng 12 vừa qua là trận thua đậm nhất của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam dưới thời Kun Pauser. Và sau trận thua này thì ông Tan có buồn bã rằng trong bóng đá thì tôi luôn nói nếu mất tập trung và bỏ lỡ cơ hội thì bạn sẽ phải trả giá đắt. Chúng tôi phải quên trận đấu này và hướng đến trận đấu tiếp theo trước đội tuyển Indonesia. Và nếu Malaysia có đủ lực lượng và sự tự tin, không chấn thương trước trận này thì kết quả tôi nghĩ đã khác đi rất nhiều. Cảm ơn cầu thủ đã vượt qua những giai đoạn khó khăn. Đó là những gì mà huấn luyện viên 33 tuổi có chia sẻ. Và trong trận đấu vừa qua, chúng ta đã có được 3 bàn thắng bởi những cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là Quang Hải, đó là Công Phượng và cuối cùng đó Hoàng Đức với một cú sút chân trái tuyệt đẹp ấn định tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 89 trước đội tuyển Malaysia. Và như thông tin chúng tôi đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là ông Tang Chee Ho, huấn luyện trưởng của đội tuyển Malaysia đã rất tự tin là mang đến sự bất ngờ dành cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu này, mặc dù lực lượng bị sứt mẻ. Thế nhưng sự bất ngờ đó là gì thì chúng tôi cũng đã gửi tới quý vị và các bạn rồi. Họ đá bất ngờ giống như đội tuyển Lào. Và ông Tang Chee Ho có thắc mắc và đổ lỗi rằng là cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam thì thầy Park đã không cho đối thủ này có bóng để mà chơi. Quả thực thì trong hiệp 1, ít nhất trong hiệp 1 của trận đấu vừa qua, chúng ta thấy rằng đúng là đội tuyển Malaysia họ không có bóng để mà chơi. Và đã khi không có bóng để mà chơi rồi thì làm sao có cơ hội để dứt điểm lên khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh được, đúng không ạ? Và có lẽ rằng ông ấy phát biểu vẫn rất tự tin và cho rằng là ông ấy đã để cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có nhiều bóng hơn khi mà quá tôn trọng đối thủ rồi lùi sâu. Thế nhưng không lùi sâu không được. Thế Park đã chia sẻ rằng ông muốn mang đến sự bất ngờ là cái gì thì ông ấy không cần biết. Mà thầy Park chỉ quan tâm rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng mà thôi và sẽ thắng như thế nào thì không kể quan tâm. Và chiến thắng ngày hôm nay thực sự quá ấn tượng. Thầy Park chỉ nói rằng là thắng mà thầy không cần biết là chúng ta sẽ chơi như thế nào. Thế nhưng rõ ràng cái lối chơi ngày hôm nay thì Malaysia họ phải tâm phục khẩu phục. Và có được cái lý do duy nhất mà đội tuyển Malaysia có thể đổ lỗi được. Thứ nhất đó là có thể đội hình của họ đã vắng khá nhiều cầu thủ. Lý do là bởi dịch bệnh Covid-19. Và cái lý do thứ hai quan trọng nhất và cũng đúng như những gì mà ông Tang Chee Ho có chia sẻ thì thầy Park đã thực sự chơi xấu khi mà không cho những cầu thủ của đội tuyển Malaysia không có bóng để mà chơi. Thực sự là thầy Park rất xấu tính, đúng không ạ? Nếu mà là chơi với những trẻ con thì đúng là tranh nhau có bóng mà không cho nhau chơi như này thì có khi đấm nhau thật. Thế nhưng mà quả thực là ngày hôm nay thì thầy Park đã xấu tính khi mà đã không cho đội tuyển Malaysia chả có cái cơ hội nào để cầm bóng mà chơi cả. Xin chia buồn dành cho đội tuyển Malaysia. Họ đã rất cố gắng, thế nhưng với việc đối đầu với một đội bóng tầm cỡ châu lục và là đẳng cấp châu Á hiện nay thì việc thất bại trước đội tuyển Việt Nam cũng là điều hết sức bình thường mà thôi. Chúng ta sẽ hướng tới trận đấu sắp tới vào ngày 15 tháng 12 để đối đầu với đội tuyển Indonesia. Đương nhiên, một kết quả đó là chiến thắng trước đối thủ này là điều mà huấn luyện viên Pauser và những cầu thủ chúng ta hiện nay sẽ hướng đến để có thể tiến tới vòng bán kết. Vâng, và nói về đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời Kun Pauser thì chúng ta là những người hâm mộ và chắc chắn rằng chúng ta rất luôn luôn tin tưởng
vào chiến thắng dành cho đội nhà khi mà gặp các đối thủ ở trong khu vực. Thế nhưng mức độ tin tưởng của những năm gần đây là khác hẳn so với quá khứ rất rất nhiều dưới thời của Bowser, bởi mỗi người đều có những đánh giá theo những quan điểm khác nhau rằng chất lượng nhân sự của tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta ngày hôm nay ở một cái tầm vóc vượt trội hơn rất nhiều so với những đối thủ như là Malaysia, Indonesia. Và cái tên duy nhất hiện nay chúng ta có lẽ phải dè chừng đó chính là đội tuyển Thái Lan mà thôi. Và trước đội tuyển Malaysia thì những cầu thủ Việt Nam của chúng ta đã chứng minh được những tin cậy của khán giả của các cầu thủ Việt Nam chắc chắn là có những cơ sở. Cách họ chứng minh không chỉ bằng hai bàn thắng ở hiệp 1 và cú chốt hạ của Hoàng Đức trong hiệp 2, mà còn là một cách chơi, cái lối chơi và cái tâm thế chơi, và cơ bản nhất đó là diện mạo mới hoàn toàn của đội tuyển quốc gia Việt Nam khi đối đầu với những đối thủ này. Chúng ta đã không chơi phòng ngự phản công nữa mà chúng ta đã tấn công. Vẫn với sơ đồ ba trung vệ thì thầy Park hẳn đã khiến cho không ít người nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục trình diễn một lối chơi quen thuộc trong những năm vừa qua. Thế nhưng tất cả đã phải bất ngờ khi mà thầy Park đã cho đội tuyển Việt Nam chơi với đúng một cái tư thế một đội bóng đã giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở trận đấu thứ 5 gặp đội tuyển Malaysia trong một giải đấu chính thức như thế này thì thầy Park đã mang đến một sinh khí rất khác so với 4 lần đầu đối đầu trước đó với đội tuyển này. Và đã không còn một đội tuyển Việt Nam chơi chủ trương đó là phòng ngự chắc chắn và tổ chức phản công sắc bén nữa. Và lần này đội tuyển Việt Nam chúng ta đã chơi áp đặt thực sự ở một thế cửa trên đúng nghĩa trước đội tuyển Malaysia. Có thể nói rằng là khá lạ lẫm và đầy thú vị khi mà chứng kiến đội tuyển Việt Nam chúng ta chơi với một đội hình dâng cao hơn như thế này, chủ trương cầm bóng và chủ động hơn rất nhiều và vượt trội hơn rất nhiều so với đối thủ. Và lối chơi này thực tế trước đây chúng ta cũng đã không thể hiện được một cách rõ rệt nhất khi đối đầu với những đối thủ dưới tầm ở khu vực Đông Nam Á, chứ không chỉ nói tới là đội tuyển Malaysia, kể cả trước đội tuyển Indonesia trước đây chúng ta cũng đã có những lần chơi bóng như vậy. Cả 4 lần gặp Malaysia gần nhất thì đội tuyển Việt Nam đều là đội cầm bóng ít hơn so với đối thủ và thậm chí là dứt điểm ít hơn. Chúng ta đã vượt qua họ với việc là 1 thắng 1 hòa ở trong trận chung kết của Cúp 2018 để lên ngôi vô địch. Ở đó thì chúng ta chỉ cầm bóng có 45%, dứt điểm 7 lần so với 8 lần của đội tuyển Malaysia mà thôi. Thế nhưng ở trận đấu trên sân Bissan vào hồi ngày 12 tháng 12 vừa qua, cục diện đã khác đi rất nhiều. Với 52% thời gian kiểm soát bóng cùng vô số những pha dứt điểm nhiều gấp đôi so với đối thủ thì đội tuyển Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá khác đi rất nhiều. Có thể nói rằng là thầy Park đã bắt đầu có những sự thay đổi sau khi chúng ta có những chuỗi trận không ngừng nghỉ với kết quả của vòng loại thứ 3, và những thay đổi này có thể được gọi tên đó là thứ bóng đá tự tin. Cứ lên đội hình của chúng ta cũng đã giữ được tốt hơn rất nhiều, do đó là việc tổ chức passing cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Đồng thời khả năng kiểm soát bóng cũng như thoát sức ép cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Các cầu thủ Việt Nam đã chọn thời điểm áp sát đúng để có thể coi là hoàn hảo, và đó là lý do vì sao mà chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Thế nhưng cái đáng nói nhất với đội tuyển Việt Nam chúng ta trong trận đấu vào ngày 12 tháng 12 vừa qua đó là cách tổ chức dàn xếp. Đội tuyển Việt Nam đã chơi bóng ít chạm hơn và chủ yếu chơi chỉ 1 đến 2 chạm mà thôi, chuyền bóng rất nhanh rất nhiều và chỉ có 3 cái tên được quyền giữ bóng nhiều hơn ở khu vực giữa sân, đó là những Quang Hải, đó là Hoàng Đức và đó là Tuấn Anh, và kể cả Công Phượng đó, bởi họ có quyền được ưu tiên bởi những lý do của mình. Và ngay những cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt nhất như Tuấn Anh thì cũng đã chơi ít chạm hơn nhiều, bóng được luân chuyển liên tục và chúng ta đã khai thác tối đa được những cái lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Malaysia. Và chính nhờ sự sơ dịch về hàng phòng ngự của đối thủ đã buộc cho họ đã phải di chuyển theo bóng nhiều hơn. Vì vậy mà đội tuyển Việt Nam đã có nhiều những đường chuyền vượt tuyến hơn, tốt hơn, và đặc biệt là những đường chuyền đến khoảng trống phía sau lưng hàng thủ của đội tuyển Malaysia. Và hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam cũng đã đa dạng hơn rất nhiều với cả những biên lẫn đá trung lộ nữa. Và cách lên bóng mạch lạc này đã giúp chúng ta thấy được những hiệu quả. Đó là nếu bung hết sức thì các cầu thủ Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể chơi một thế chơi chủ động thay vì lối chơi thận trọng như trong suốt thời gian vừa qua. Tất nhiên là để chọn được một lối chơi chủ động và đặc biệt là từ các đối thủ mạnh như thế này thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải chấp nhận những pha phản công, những rủi ro đến từ chính đối thủ. Thế nhưng một khi mà hàng thủ chúng ta hiện nay được tổ chức tốt và chặt chẽ, khoa học như ngày hôm nay thì có lẽ rằng những rủi ro ấy không còn là một thách thức đe dọa lớn với đội tuyển quốc gia Việt Nam nữa, đúng không ạ? Và chúng ta hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục có những trận đấu thành công và lối chơi của quốc gia Việt Nam sẽ được áp đặt giống như gì mà chúng ta đã gặp đội tuyển Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay. Và quả thực thì thầy Park đã rất tự tin khi mà nói rằng ông chỉ cần quan tâm đến việc tranh thắng trước đội tuyển Malaysia mà thôi. Và có lẽ thầy không nói chơi với những gì mà thầy đã trực tiếp đến sân cùng phân tích kỹ lưỡng với việc là mang tận máy đến để mà phân tích đối thủ, thì rõ ràng thầy Park đã biết là
thầy có thể chơi với cách chơi như thế nào trước đội tuyển Malaysia. Và ngày hôm nay thì câu trả lời đã quá rõ ràng với tất cả các cổ động viên tới từ huấn luyện viên Park Hang-seo, đúng không ạ? Vâng, và tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá.